Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi tuổi Bính Tý năm 2021 nữ mạng. Tử Vi tuổi Bính Tý năm 2021 nữ mạng, vận số tràn trề năng lượng, dạng rỡ hào quang. Tử vi tuổi bính tý năm 2021 nữ mạng cùng thái tuế sửu thổ cấu thành lục hợp nhờ tương hợp mà vận thế đi lên thuận lợi. Dù mới ra trường đi làm chưa lâu, nhưng với sự thông minh tài cán của mình, bản mệnh được cấp trên chú ý cất nhắc. Quan hệ xã giao cũng như bạn hữu hay gia đình đều rất hòa hợp. Tử vi tuổi bính tý năm 2021 nữ mạng. Nữ mạng bính tý năm 2021 cùng thái tuế sửu thổ cấu thành lục hợp nhờ tương hợp mà vận thế đi lên thuận lợi. Dù mới ra trường đi làm chưa lâu, nhưng với sự thông minh tài cán của mình, bản mệnh được cấp trên chú ý cất nhắc. Quan hệ xã giao cũng như bạn hữu hay gia đình đều rất hòa hợp. Trong phương diện tài vận có tiến triển, trong 6 tháng cuối năm sẽ được tăng lương. Truyền tình cảm rất suôn sẻ, có khả năng cao được người ấy cầu hôn vận sức khỏe dồi dào, tạo cho người khác cảm giác lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Về phương diện sự nghiệp gặp mạch Việt. Tử vi tuổi bính tý năm 2021 nữ mạng gặp năm tân sửu tạo ra sát ấn tương sinh, trong sự nghiệp được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp tăng tiến, tuy nhiên sẽ chịu một số áp lực nhất định tuổi này cũng cấu thành quan ấn tương sinh với thái tuế, tuổi tý lục hợp năm sửu nên sẽ có nhiều cơ may gặp được đối tác hợp tác tốt, công việc vì thế mà chạy băng băng, dễ dàng hóa giải khó khăn, thuận buồm xuôi gió. Theo tử vi năm 2021 có sao mạch Việt là thần vượng sự nghiệp, ý nói công tác, địa vị có sự đột phá rõ ràng. Tuổi bính tý năm nay có vận thế không tối, có khả năng hòa hợp tốt với đồng nghiệp, được lãnh đạo quan tâm chỉ cần kiên định, khẳng khái thì có thể thuận lợi vượt qua kỳ thử việc, may mắn còn được thăng chức tăng lương. Trong phương diện sự nghiệp, 6 tháng cuối năm là cơ hội lớn để tuổi bính tý thăng tiến. Trong quá trình này, bản mệnh cần giữ mồm giữ miệng, không nên nói xấu sau lưng người khác. Dù có thân thiết với ai cũng phải cần cẩn trọng, nếu không vướng phải thị phi thì sự nghiệp sẽ bị tổn hại rất nhiều. Về phương diện tài vận, gặp thiên ấn tuổi 1996 nữ mạng, không gặp tài tinh nhưng do tương hợp thái tuế sinh ra thiên ấn tinh, là ngôi sao đại diện cho vật chất. Năm nay có tuế hợp là các tinh lợi cho việc kết bạn bè, thăm viếng, khám bệnh, ký kết hợp đồng. Nhờ đó mà tài vận của người này rất sáng sủa. Nếu gặp được hạng mục tốt, bạn nên tranh thủ cơ hội. Tuy nhiên bạn nên sống khiêm nhường, đừng quá hiếu thắng nếu không sẽ kích thích tiểu nhân ghen tị hãm hại. Chính tài tăng vượng, thiên tài may mắn, tuổi tí có cơ may trúng thưởng hay đi đường nhặt được tiền rơi. Tuy nhiên muốn nhận được nhiều cũng cần tích cực cho đi, đừng quá chi ly tính toán. Đừng cho rằng nữ Bính Tý tuổi đời còn trẻ mà non dạ, họ quản lý tài chính rất tốt. Dù trong năm mới không có thu hoạch lớn nhưng tiền bạc kiếm được cũng đủ sống thoải mái. Về 6 tháng cuối năm có cơ hội tăng lương, nếu bản mệnh biết tiết kiệm đầu tư sẽ có thu nhập khá tốt. Con giáp này nên lấy việc tích góp làm trọng để trong tương lai có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Về phương diện tình cảm, gặp Thiên Quan, tử vi tuổi Bính Tý năm 2021 nữ mạng khá thuận lợi đối với chuyện tình cảm của người tuổi Tý. Bởi Thái Tuế cùng tuổi này sinh ra Thiên Quan tinh, đại diện cho sức hấp dẫn người khác giới. Nữ mệnh hay nam mệnh đều dễ dàng gặp được người quan tâm để ý mình, riêng nữ thì có phần tốt hơn, nam cần cố gắng nhiều hơn. Nữ bính tý 1996 sẽ dễ phát triển cảm tình, có vận đào hoa khá tốt, không chỉ số lượng mà cả chất lượng cũng đều cao. Người đã kết hôn thì cảm tình tươi mới, ít mâu thuẫn hơn hẳn, dù có khắc khẩu nhưng cũng sẽ nhanh chóng giảng hòa. Bố mẹ cũng rất chú tâm vào con cái, trợ giúp cho việc học của con đạt được nhiều thành tính, gia đình càng thêm hòa hợp vui vẻ. Nữ mạng Bính Tý sinh năm 1996 sẽ có vận sự nghiệp, tài chính và tình duyên nở rộ trong năm 2021. Năm nay bản mệnh sẽ gặp nhiều cơ hội với người khác giới, đặc biệt là với những người còn độc thân. Những người đã có đôi có cặp sẽ được bạn trai cầu hôn, cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình. Người đã có chồng thì gia đạo bình an yên ấm, tình cảm vợ chồng keo sơn trung thủy, còn có thể cùng chào đón kết tinh của tình yêu ra đời có thể nói trong năm nay chuyện tình cảm của nữ bính tý sẽ đón nhiều tin vui như pháo nổ đầu xuân. Về phương diện sức khỏe gặp bệnh phù. Tử vi tuổi bính tý năm 2021 nữ mạng cùng thái tuế cấu thành tý sửu nhị hợp đồng thời thiên can tân kim thiên ấn khắc bính mộc thương quan thế nên sức khỏe có điểm xa suốt. Công việc vất vả lại lo lắng nhiều nên lao lực quá độ. Hằng ngày cũng phải gánh chịu nhiều áp lực nên sức đề kháng yếu đi, tốt hơn hết nên chú ý nghỉ ngơi và bổ dưỡng cho bản thân mình. Tuổi này sẽ gặp sao bệnh phù vào năm 2021, tuy nhiên chỉ cần chú ý điều trị là có thể khỏi bệnh. Bản mệnh cần chú ý rèn luyện cơ thể thường xuyên, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Ăn uống cần đảm bảo an toàn vệ sinh, ngủ sớm dậy sớm, không nên làm việc thất thường, phản khoa học. Nữ mạng tuổi bính tý có vận thế năm 2021 biểu hiện đều tốt đẹp, tinh lực dư thừa, kể cả sau giờ làm cũng không bị xa suốt quá mức. Về mặt tinh thần còn có tình yêu xoa dịu nên lại càng thoải mái vui tươi. Đặc biệt với những người đã kết hôn thì đây chính là một năm tuyệt vời để mang thai và sinh nở. Dầu vậy bản mệnh cần chú ý tuân thủ quy tắc khi tham gia giao thông, không nhậu nhẹt quá mức để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Sao chiếu mệnh? Tử vi tuổi bính tý năm 2021 nữ mạng có sao hạn là Thái Dương. Thái Dương đại diện cho vận may mắn, thịnh vượng. Người được cắt tinh này soi chiếu vạn sự đều tốt, chỉ cần đề phòng mùa đông, tức khoảng những tháng cuối năm sẽ bất lợi. Bính tý sinh năm 1996 nữ mạng mang căn hỏa, chuột trên ruộng đồng. Bạn là cô gái cầu toàn, làm gì cũng muốn phải tròn vẹn. Gặp sao Thái Dương cũng hành hỏa nên tương đối nóng nảy và hồ đồ năm nay vận thế người tuổi bính tý sinh năm 1996 có nhiều trắc trở, thường là họa thị phi, nói năng không biết kiềm chế. Nếu bạn có thể dẹp bớt cái tôi cá nhân, đồng thời kiềm chế cảm xúc của mình thì mới kìm hãm được phần nào tai ương. Tuổi tý kỵ màu gì 2021? Năm này tuổi bính tý nữ mạng gặp được quý tinh, người này tính cách thông minh lanh lợi, làm việc có tâm có đức, có ý chí và nhiều ham muốn. Trong năm nay bạn sẽ có thành tựu, tích tụ tài phú, cả năm hạnh phúc. Hướng xuất hành Các hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2020 tốt nhất tuổi bính tý 1996, ngày mùng 1 Tết vào thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết vào Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng hướng Đông Nam, Tây Bắc ngày mùng 5 Tết, vào thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Bắc, Đông Nam. Tuổi sông đất. Đầu năm chủ nhà tuổi bính tý nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm mậu thìn, quý sửu, kỷ tỵ, kỷ hợi đến sông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đẩy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Khai vận trong năm 2021. Màu sắc may mắn. Màu sắc may mắn của tuổi Tý năm 2021 là màu đỏ, dưới ảnh hưởng của màu đỏ, Bính Tý sẽ trở nên tự tin hơn và bình tĩnh, lý trí trong việc đối mặt với một số khó khăn. Nó sẽ giúp họ tránh được nhiều rủi ro và có thêm nhiều cơ hội. Nhờ đó, cả sự nghiệp lẫn tài lộc sẽ lên vùn vụt. Số may mắn. Con số may mắn tuổi Tý sinh năm 1996 là số 1. Nó tượng trưng cho sự kiên trì, lòng dũng cảm và có thể thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hầu hết tuổi bính tý năm nay đều mới bắt đầu đi làm với kinh nghiệm ít ỏi, nên sẽ cảm thấy hơi do dự và hụt hẫng. Tử vi từng tháng trong năm 2021 đối với tuổi bính tý sinh năm 1996 nữ mạng. Tháng 1 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày ngày 12 tháng 3 năm 2021 dự báo, cơ hội dù có nhưng phải tranh, thể hiện tài hoa sẽ có lợi. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 1 âm lịch có thiên can canh kim chính ấn cùng vượng với thiên can tân kim thiên ấn. Địa chi tháng tạo một quan hệ ám hợp với thái tuế sửu thổ. Vận sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ được quý nhân che chở. Có thể dựa vào tài hoa của mình để thu hút sự chú ý của lãnh đạo, từ đó được đề bạt cất nhắc. Tháng này có lợi cho việc học hành, nâng cấp chuyên môn. Nhưng bạn sẽ chịu một sự trói buộc, ràng buộc nào đó, áp lực vô hình xuất hiện. Tiếp đó bản thân người tuổi Tý sẽ phải tích cực nắm bắt cơ hội về công việc. Không được lười biếng, bằng không vận thế sẽ không có gì đột phá. Tháng 2 âm lịch. Dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Dự báo, mọi việc không được trì trệ, thị phi không tha cho ai tử vi tuổi bính tý năm 2021 nữ mạng tháng 2 âm lịch có thực thần là mão mộc không có quan hệ gì với thái tuế sửu thổ. Thiên can tháng đồng vượng thiên can năm, địa chi tháng tương hình với tuổi. Có thể thấy đây là một tháng tương đối khó khăn với bạn. Nhiều sóng gió mâu thuẫn trong công việc, phàm gặp chuyện gì cũng không thể ương bướng. Dù người này được quý nhân che chở nhưng vẫn phải thật lý trí, né tránh thị phi tập trung vào công việc chuyên môn. Vận nhân duyên tốt, gia đình thuận hòa, tình cảm tươi đẹp. Người có nơi có trốn cần phải hao tâm tổn trí để gìn giữ đoạn tình cảm này. Tháng 3 âm lịch, dương lịch từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021. Dự báo, quan vận tốt tài vận xấu, đề phòng tiểu nhân mất tiền tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 3 âm lịch có kiếp tài hành khiển. Có thể thấy tháng và năm tương phá tạo nên mối quan hệ không được điều hòa. May mắn có quan hệ mạng chủ với tháng lại tương hợp thủy cục nên vẫn có hy vọng mới. Tháng này các hạng mục làm ăn, đầu tư bất động sản sẽ có lợi. Quan hệ với lãnh đạo hòa thuận, nhưng khó tránh khỏi vận số cạnh tranh mạnh cùng đồng nghiệp có điểm bị tranh công và mất cơ hội kinh doanh tốt. Bản thân không chiếm được ưu thế hoặc người đỡ đầu không mạnh bằng đối phương. Tháng 4 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến ngày 9 tháng 6 năm 2021. Dự báo, vất vả tiền tài, tình cảm lên hương tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 4 âm lịch tháng này quý thủy sinh tỷ kiên được thiên ấn của Thái Tuế tương sinh. Nguyệt lệnh lại tương hợp kim cục với Thái Tuế. Người tuổi Tý có nhiều quý nhân che chở, bản thân chiếm ưu thế trong công việc. Đường thi cử thuận, có lợi cho cầu công việc. Mặt hợp tác làm ăn tốt, tài vận có điểm khả quan. Nhưng sẽ không tránh khỏi vất vả, buôn ba. Nam mạng gặp chuyện tốt về tình cảm. Biết chăm sóc thì đoạn tình cảm này sẽ có kết quả tốt. Tháng năm âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Dự báo, mưu sự nhiều trở ngại, cần bình tĩnh đối diện tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 5 âm lịch thiên can giáp mộc triệu tân kim khắc chế. Nguyệt lệnh ngọ hỏa phạm tương hại thái tuế lại thêm tí mạng tương sung. Có thể thấy đây là một tháng nhiều khó khăn với bạn. Nhiều chuyện xảy ra không có lợi cho sự nghiệp, nhưng vận kinh doanh, thành tích doanh thu lại có lợi. Bởi trí tuệ thông minh, đa tài sẽ được phát huy triệt để giúp đem lại nhiều cơ hội làm ăn người này cần đề phòng một số quy tắc quy định, không được làm việc vi phạm pháp luật. Càng không được tham lam bằng không sẽ chịu nạn phá tài. Tháng 6 âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021. Dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 6 âm lịch có thực thần bị thiên ấn khắc chế. Nguyệt lệnh tương xung thái tuế, mạng chủ tương hại nguyệt lệnh. Có thể thấy bạn sẽ có một tháng 6 khó khăn trùng trùng. Công việc không thuận lợi, nhiều áp lực bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, nhiều quy định. Về quan hệ hợp tác dễ bị ngăn chặn nên bản thân không nên quá cố chấp cần phải bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy hành động. Nếu không áp lực về công việc và quan hệ với đồng nghiệp sẽ càng thêm nặng nề. Điều này còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, dễ dẫn tới bệnh đau dạ dày. Chọn tầng chung cư cho gia chủ tuổi Tý 2021 để sức khỏe dồi dào, tình duyên thắm vượng. Với người tuổi Tý đang độc thân, mong muốn sớm có người cùng sẻ chia ngọt bùi thì chọn tầng chung cư là tầng 11 sẽ hợp phong thủy nhất. Tháng 7 âm lịch, dương lịch từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Tử vi tuổi Bính Tý năm 2021 nữ mạng tháng 7 âm lịch có thiên can chính tài tương phùng thiên can tân kim thiên ấn đem tới điểm hòa hợp. Cùng nguyệt lệnh thân kim là chính ấn không phát huy tác dụng với sửu thổ. Nhưng mạng tí thủy lại bán tam hợp thân kim nên vận trình vẫn có thể coi là thuận lợi. Tháng này người tuổi tí có lợi cho việc hợp tác làm ăn, quý nhân giúp đỡ, tốt cho đường thi cử học hành. Làm việc gì cũng thuận lợi và có chút tích lũy cho bản thân. Tháng này vì chuyện học tập hoặc là lấy bằng cấp mà bạn sẽ cần dùng đến một khoản tiền nho nhỏ. nhỏ tiền khi cần dùng thì nên bỏ ra không nên tính toán quá kỹ lưỡng. Tháng 8 âm lịch, dương lịch từ ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021. Dự báo, mặc dù có quý nhân che chở nhưng không được nóng nảy tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 8 âm lịch chủ thiên tài khắc ấn, nguyệt lệnh dậu sửu bán tam hợp. Nhưng nguyệt lệnh lại tương phá tuổi Tý thủy, có thể thấy đây là một tháng nửa hung nửa cát. Đường sự nghiệp chủ yếu bạn nên tập trung thúc đẩy kiến thức chuyên môn. Nâng cao năng lực bản thân thì hơn, khi làm việc không nên quá tính toán được mất thì sẽ được lãnh đạo trọng dụng. Người tuổi tí sẽ được quý nhân che chở, cải thiện vận sự nghiệp. Mặt tài chính sẽ xuất hiện chút sóng gió nhưng không quá lớn. Mặt tình cảm thì có thiên hỷ tinh đi vào cung mệnh. Quan hệ với trưởng bối và người khác giới khá tốt đẹp. Dễ được nâng đỡ và quan tâm. Tháng 9 âm lịch dương lịch từ ngày 6 tháng 10 năm 2021 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Dự báo, kỵ cố chấp nên lễ nghĩa, vạn sự thuận theo tự nhiên tử vi tuổi bính tý năm 2021 nữ mạng tháng 9 âm lịch gặp quan ấn tương sinh nhưng lại tương hình nguyệt lệnh. Vận sự nghiệp người tuổi tý sẽ đối diện với chút sóng gió, nếu gặp mâu thuẫn thì không nên ương bướng nếu không áp lực về công việc sẽ ngày càng nặng. Tháng này người tuổi Tý nên tìm công việc mới có thể sẽ có lương cao hơn. Nhưng trong quá trình thay đổi sẽ gặp nhiều áp lực hoặc cường độ công việc mới cao hơn bình thường. Sức ép thì trong ngoài không phải là nhỏ, sức khỏe giảm sút người tuổi Tý phải tự mình điều chỉnh sớm. Tháng 10 âm lịch, dương lịch từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Dự báo tiểu nhân quấy rối. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 10 âm lịch gặp ấn quan tương sinh, nguyệt lệnh và thái tuế không chung chí hướng. Vận sự nghiệp của tuổi Tý sẽ đối diện với vận cạnh tranh lớn. Bản thân cần phải lý trí, thông minh nhanh nhạy hơn. Ứng phó khéo léo trong khi làm việc sẽ giảm bớt tổn thương và những ảnh hưởng bất lợi. Tháng này người tuổi Tý có phần hiếu thắng, ham hố tranh công. Nhưng cách làm việc lại bị động và lười biếng, không chủ động trong công việc. Vận thế vì vậy bình thường, quan hệ cá nhân không tốt dễ gây hỏa tiêu nhân chọc gậy bánh xe. Tháng 11 âm lịch. Dương lịch từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Dự báo tự mình phấn đấu nhưng đừng quá gay gắt tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 11 âm lịch chủ về thiên ấn chính ấn đồng vượng. Nguyệt lệnh tương hợp Thái Tuế thuận lợi cho mạng chủ Tý Thủy sự nghiệp tháng này của tí rất tốt, có điểm lên chức. Người làm cơ quan luật pháp, những công việc cần hợp tác sẽ gặp thuận lợi. Mưu sự được quý nhân che chở. Tháng này làm gì người tuổi tí cũng nên tích cực chủ động, không được ý trệ, lười biếng. Tháng này có lợi cho việc học hành thi cử, tìm việc mới. Đồng thời vận tương hợp đem tới mặt tình cảm có nhiều thay đổi tích cực. Được nhiều người khác giới quan tâm chăm sóc, vận nhân duyên vì vậy khá hưng thịnh. Tháng 12 âm lịch Dương lịch từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Dự báo nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 12 âm lịch, Kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và Thái Tuế cùng tương sinh Tý Thủy, đem tới quý nhân mặt sự nghiệp. Bạn được lãnh đạo cất nhắc nhiều việc bận rộn, người này cũng sẽ chịu nhiều đốc thúc ràng buộc và quản lý nghiêm khắc hơn. Vận thế tháng này tương đối thuận lợi, các mặt thu nhập có chiều gia tăng. Đối với nữ mạng thì vận nhân duyên tốt nhiều người để ý, tán tỉnh. Nam mạng thì hơi bị động, nhân duyên tốt nhưng không buồn tìm hiểu, giao tiếp. Kết luận, trên đây là thông tin về tử vi tuổi Bính Tý năm 2021 nữ mạng. Mong rằng quý độc giả sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình. Chúc các bạn có một năm mới tân sửu bình an hạnh phúc cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại